Người đã cố tình quên, sao ta cứ tìm em và lòng vẫn hoài mong em quay về. Còn gì nữa người ơi, còn chi nữa mà vui, ngày tắt nắng thì thôi về đắng cay nhiều rồi, hãy quên dần chuyện cũ. Lối xưa giờ này có hoang mục đầy chiều phai. Trôi tôi về ngàn kiếp sau để quên chuyện buồn tháng vào ngủ quên nơi vực thẳm để chiều trôi, cho tôi chìm vào ngủ quên nơi vực thẳm để chiều trôi. Sao Phong có vẻ không vui vậy? Sao mà vui được? Không biết bệnh tình của mẹ em như thế nào nữa.
Em yên tâm đi, không cần lo lắng gì hết. Anh đã nhờ người quen là bác sĩ giỏi trực tiếp điều trị cho mẹ em. Chắc chắn là mẹ em sẽ qua khỏi thôi. Em mang ơn anh nhiều quá. Mang ơn anh thì phải tìm cách trả ơn anh trước. Biết, lại đây. Con sắp trở về với con rồi đó. Vào đi. Là cậu hả? Khuya rồi. Có chuyện gì? Tôi qua xem ông chủ có cần gì không? Không có gì. Tôi cũng đang định đi ngủ đây. Ông chủ à, có những chuyện đã qua rồi, không nên níu kéo làm gì. Chỉ làm bản thân của mình thêm đau thôi. Ông chủ à, ông không nên dính vào những chuyện tình cảm nữa. Không phải việc của cậu. Tôi chỉ muốn tốt cho ông mà thôi. Phong đã chết rồi, ông phải chấp nhận sự thật đó. Không, Phong đã trở về bên tôi. Phong đã trở về bên cạnh của tôi rồi. Đó là Tú chứ không phải là Phong. Họ là hai người khác nhau. Im, cậu ra ngoài cho tôi. Tôi xin lỗi. Ra ngoài. Đi. Cô Thu, có chuyện gì không? Bộ có chuyện gì mới nói chuyện với anh được hả? Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Anh Ben, bộ anh có người quen ở xóm nghĩa địa hả? Tại sao cô lại hỏi như vậy? Tại bạn em ở gần xóm nghĩa địa nói thấy hai người giống như anh Ben và ông Tuấn Kiệt á, hay tới xóm nghĩa địa lắm. Vậy bạn cô cũng biết tôi à? Không, nó không có biết. Nhưng mà em nghe nó diễn tả và em suy đoán thôi. Vậy bạn cô nói như thế nào? Nó diễn tả với em là một người đàn ông sồn sồn nè, mập mập nè, mặt hung dữ nữa, và một thanh niên trẻ, đẹp trai, hiền lành, dễ thương. Anh Ben chịu cười rồi hả? Những lúc anh Ben cười á, nhìn rất là dễ thương. Nhìn khác hẳn với gương mặt của anh thường ngày. Vậy á, mà anh Bo nói là anh Ben bị quá thạch rồi. Nhìn bề ngoài đi đứng bình thường vậy thôi, chứ bên trong á toàn là đá xanh không hả? Thằng Bo nói đúng. Khắp người tôi toàn là đá xanh thôi. Chuyện ở sớm nghe đề, cô đừng nói cho ai biết nha. Ủa sao vậy? Bộ bí mật lắm hả? Cô chỉ cần biết như vậy thôi. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao ai cũng tỏ ra bí hiểm với sớm nghĩa địa hết vậy? Anh Bo cũng vậy nữa. Sao? Thằng Bo nói như thế nào? Thì em gặp anh Bo ở sớm nghĩa địa. Ảnh kêu em á là đừng có nói chuyện này cho ai biết hết. Sớm nghĩa địa đó ghê gớm thiệt. Anh Ben, bộ em nói gì sai hả? Không có gì. Cô đừng có để ý tới sớm nghĩa địa đó nữa, không tốt lắm đâu. Bộ sớm nghĩa địa đó có ma thiệt hả?
nhắn tin cho chồng hay là cho trai? Cả hai. Trời ơi, không phải thẳng thừng như vậy chứ bà. Bình thường thôi mà. Đã có bao giờ nhắn tin lộ người này sang người kia không? Mày nghĩ sao vậy? Một người tiếng Việt, một người tiếng Anh mà, làm sao mà lộn được? Chào anh Bo. Ngày mới vui vẻ. Chào em. Thật lòng anh thấy hôm nay thần thái của em tươi trẻ hơn hàng ngày. Hù, có tình yêu rồi đúng không? Anh Bo cứ chọc em hoài hả? À, mà như có chuyện gì, em thấy anh Ben có vẻ ra ngoài vội vàng lắm đó. Chắc có lẽ là lo việc gì đó cho ông chủ. Mà em có nhớ anh Ben ảnh đi bao lâu rồi không? Ừ, cũng hơn một tiếng rồi đó anh. Ừ. Hình như là anh Ben có chuyện gì đó phải không? Sao em lại hỏi như vậy? Tại em thấy thái độ của ảnh khác thường ngày. Ảnh có vẻ vội lắm. Sắc mặt của ảnh cũng không được tốt nữa. Em đoán là đêm qua chắc ảnh không ngủ được đó. Ừ, em nói đúng đó. Đêm qua anh Ben đâu có ngủ được đâu. Chắc là anh nghĩ ảnh đang tương tư cô nào đó không biết. Anh Ben cũng biết tương tư nữa hả? Chắc tại anh thấy anh không bình thường nên anh đoán vậy đó. Chứ còn chuyện trong trái tim của người ta anh đâu có biết được. Em cũng không biết anh Ben xảy ra chuyện gì nữa. Em á, nên mừng cho anh Ben. Mừng hả? Ừ. Em thấy không, bình thường á, anh như tượng đá vậy nè. Suốt 24 giờ gương mặt không biến đổi. Nhìn ảnh hoài chán muốn chết. Bây giờ ảnh thay đổi sắc mặt. Có vui, có buồn. Đó, vậy là anh sắp hết quá thạch rồi. Anh Bo nói cũng đúng. Không sao, miễn có cảm giác là được rồi. Cho dù là cảm giác gì. Ông chủ, chuyện đó sao rồi? Tôi đã đến đó, nhưng mà không có bạn gái ở nhà. Tôi đã làm theo lời ông chủ dặn. Được rồi. Tôi nghĩ là bà ấy sẽ không nhận đâu. Nhất định bà ấy sẽ biết đó là tiền của ông. Tôi đâu có làm gì khác được nữa. Tôi đã làm hết sức của mình rồi. Làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có lẽ suốt cuộc đời này bà ấy không tha thứ cho tôi đâu. Người đã chết giống như đèn đã tắt. Có tha thứ hay không thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Tôi nghĩ càng nhìn thấy ông thì nỗi đau của bà ấy sẽ càng khắc sâu. Tôi nghĩ là sau này ông chủ không nên đến tìm bà ấy nữa. Nếu bây giờ bà ấy chịu tha thứ cho tôi thì hay biết mấy. Lời tha thứ của bà ấy bây giờ có ý nghĩa gì đối với ông không? Cậu quan tâm quá nhiều. Về chuyện phải có cậu rồi đó. Dạ, tôi xin lỗi ông chủ. Sao em không thay đồ đi, còn ngồi đây? Thật lòng em chẳng muốn đi chút nào hết. Sao vậy? Ừ? Không phải em nói ông Tuấn Kiệt sẽ là ông chủ tương lai của em sao? Thì em biết vậy. Nếu như ổng không phải là ông chủ tương lai của em thì em đã từ chối thẳng rồi. Ông ta có vấn đề gì à? Em không biết. Em cứ thấy ổng sao sao á. Mà dạo gần đây á, ổng còn lạ hơn hồi trước nữa. Tự nhiên rủ hai vợ chồng mình đi ăn. Em với ổng đâu có thân thiết gì nhau đâu. Em sợ ổng yêu em hay em sợ anh ghen? Em không có sợ gì hết á. Chỉ là em cảm thấy không có được thoải mái. Nè. Theo anh nghĩ,
Có thể ông Tuấn Kiệt muốn tìm hiểu thêm về đời sống của nhân viên thôi. Nếu như ông mở rộng kinh doanh thì em sẽ là trợ lý đắc lực của ông ta đó. Ông ấy tìm hiểu về em một chút thì sẽ an tâm giao việc cho em hơn. Anh nói cũng đúng. Nhưng mà sao? Có vấn đề gì? Em vẫn cảm thấy chuyện này lạ lắm. Chắc tại do em suy nghĩ nhiều quá đó. Tại anh không hiểu được tính cách của ông Tuấn Kiệt đâu. Ông không giống như người khác. Mỗi người mỗi tính, cô nương à. Thôi, em đi thay đồ đi. Tới trễ là thất lễ giọng đó. Dạ. Lẽ ra ông chủ không nên tới đây. Đó không phải là chuyện của cậu. Trời trời, sao xui vậy trời. Đi đâu cũng gặp thằng cha mập này hết. Thằng cha mập biến thái này phủ sống cái vùng biển này à. Chị quen với ông ta hả? Hoàng gia thì có. Hoàng gia nên giải không nên kết đâu. Cái đó chỉ có trong phim thôi. Hay là mình đi chỗ khác nha chị. Việc gì phải đi chỗ khác? Đây là nhà hàng mà, chứ đâu phải nhà con cha mập đó đâu. Vô đây đi em. Bên đây đi chị. Dạ. Ông Tuấn Kiệt đang đợi bên kia. Trời ơi. Chào hai em. Chào ông. Xin chào ông. Chào xin em. Xin lỗi vì đã để ông đợi lâu như vậy. Mời hai em ngồi. Ngồi đi. Dạ. Sao con Hồng với ông Tú cũng ở đây nữa vậy? Sao xui quá vậy trời. Chị Hồng ở đây có sao không chị? Cần sao gì em? Đi chung với thằng nhóc tì như em á, chị không ngại hả? Đi với trai già mới ngại, chứ đi với trai trẻ đẹp như em thì ngại ngủ gì. Ông là khách quý mà để ông mời tôi như vậy tôi thấy ngại lắm. Tôi chỉ muốn á, chúng ta xem nhau như những người bạn thôi. Dạ. Hôm nay á, cô Hồng rất là đẹp. Tôi không biết tôi nói vậy làm cậu Tú đây khó chịu không à. Ông quá lời rồi. Ngược lại tôi còn cảm thấy hãnh diện nữa. Đâu phải ai cũng may mắn cưới được một người vợ đẹp như vợ tôi đâu. Chứng tỏ lựa chọn của tôi không tệ. Nè, ai chọn ai hả? Anh chọn em. Cho anh nói lại đó. Anh chọn em. Là em chọn anh mới đúng. Anh chọn em mới đúng. Em chọn anh. Ai chọn ai không quan trọng. Quan trọng là hai người hạnh phúc. Tôi rất ngưỡng mộ những đôi vợ chồng trẻ mà hạnh phúc. Xin Năng Ly chúc mừng hạnh phúc của đôi trẻ nha. Cảm ơn ông. Xin mời. Mời ông. Dạ. Phải chi hôm nay có bà nhà của ông Tú Kiệt ở đây thì hay biết mấy. Đúng rồi. Tôi xin lỗi. Hình như tôi chưa bao giờ nghe ông nhắc tới vợ của ông thì phải. Tôi chưa có kết hôn. Dạ, tôi xin lỗi ông. Không có sao đâu. Thật ra thì chúng tôi rất là vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau. Hai người biết đó.
được sống với người mình yêu thì còn cái vui vẻ nào bằng. Nhưng không may, người yêu của tôi mất sớm nên tôi không có cơ hội kết hôn được. Cô gái ấy thật là đáng thương. Tôi thì không thể nào quên được nên tôi sống cô độc tới bây giờ. Mà thôi, đừng nhắc cái chuyện không vui nữa. Bây giờ chúng ta năng ly uống cạn để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ mãi mãi hạnh phúc nhé. Xin mời. Chắc là giờ này đang ăn ngập họng rồi chứ gì. Tại sao vậy hả? Tại sao bao nhiêu cái chuyện tốt đẹp của mình đều bị cái bà Hồng đó phá vỡ là sao? Trời ơi là trời, tại sao vậy hả? Bất công quá vậy. Tại sao đã sinh ra ánh xinh đẹp như vậy rồi còn sinh ra thêm bà Hồng để làm gì? Trời cao lắm, bà kêu không có tới đâu. Ủa, ông Tuấn Kiệt đi rồi hả? Ừ. Ông Tuấn Kiệt đi rồi, khỏe ghê luôn á. Mùa xuân đã trở lại rồi. Mùa xuân gì mà mùa xuân? Nè, tôi nói cho mà nghe, ông Tuấn Kiệt mà đi á là anh Ben của bà cũng đi, mà anh Bo cũng đi luôn. Kiếm một người để tâm sự cũng không có. Nè, tôi thấy anh Bo còn tốt hơn ông Tuấn Kiệt nữa đó. Bà chuyển hướng sang anh Bo đi. Tôi với anh Bo chỉ là anh em thôi. Mà tôi thấy hả, bà với ông Ben á cũng chẳng có hy vọng gì đâu. Thôi giải tán đi, nghỉ phẻ. Chưa chắc, anh hùng phải tạo nên thời thế mà. Gì? Nói gì? Tôi nói á, anh hùng phải tạo nên thời thế, chứ không để thời thế tạo nên anh hùng đâu. Anh hùng tạo nên thời thế. Nè, bà đang nghĩ gì vậy? Câu này á là tôi lấy trong tuồng hát đó, không có lấy ra xài được đâu nha. Hay. Thì chính ánh này sẽ phải tạo nên thời thế. Nè, bà đừng có nói là muốn làm anh hùng nha. Đa tạ bà. Con này càng ngày càng nặng á. Anh Ben à, làm điếu chơi. Tôi không hút thuốc. Anh không hút hay là không biết hút? Trước kia thì có, nhưng bây giờ thì không. Sao anh bỏ thuốc hay quá vậy? Em muốn bỏ nhiều lần nhưng mà không bỏ được. Bỏ thuốc không phải là chuyện đơn giản. Không phải nói bỏ là bỏ được. Vậy làm sao mới bỏ được? Anh chỉ em coi. Tôi cũng không biết mình bỏ thuốc bằng cách nào. Tự nhiên một ngày ngủ dậy, hút một điếu tôi thấy nó nhạt nhẽo, thấy nó đã không như mình nghĩ. Những điều mình đã tưởng rằng mình sẽ có được từ nó thì nhận ra nó cũng chả là gì. Có hay không thì cũng vậy. Vậy là tôi bỏ. Từ đây về sau em sẽ học anh. Em bỏ lần lần ha. Nhưng mà công nhận bữa nay triết lý ghê ha. Em cứ tưởng đầu xưa giờ anh là người gỗ đá chứ. Mà nói thiệt nha, nãy giờ anh nói em không hiểu gì chân. Đôi khi tôi cũng không thể hiểu nổi mình. Chắc vậy mà tôi phải im lặng. Bởi vì càng nói nhiều thì tôi càng sai nhiều. Và đôi khi nói mà không hiểu mình nói cái gì. Bởi vậy mà có cái tên cho cậu gọi là Ben quá thật. Em nói chơi thôi, đâu có ý gì đâu mà anh triết lý dữ vậy. Trước khi người ta quá thật, cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Nhìn bữa nay tâm trạng của anh vui hơn nha, đẹp trai hơn nha, nói nhiều hơn ngày thường nha. Vui hay buồn thì cũng vậy thôi. Tôi nhắc cậu nhớ,
Cậu đừng bao giờ hút loại thuốc này trước mặt ông chủ. Ủa sao vậy? Em thấy ông chủ cũng thích loại thuốc này mà. À, tại vì em thấy trong phòng á, lúc nào ông chủ cũng có cái gạt tàn thuốc, mà đúng cái loại này luôn nha. Mà em nghĩ ông đâu có hút thuốc, mà ông càng không thích những người xung quanh ông hút thuốc. Vậy sao ông để cái gạt tàn thuốc trong phòng ông chi? Mà nhất định á, phải có cái tàn thuốc đó là cái hiệu thuốc này nè. Anh biết tại sao không? Kể em nghe đi. Tôi không biết. Bậy. Anh làm việc cho ông chủ lâu như vậy mà sao anh không biết? Tôi nghĩ là cậu nhiều chuyện quá rồi đó. Vậy hả? Thì em không biết, em hỏi thôi. Chào. Tại sao có thể giống nhau tới vậy? Ông chủ à, ông chủ, ông có sao không ông chủ? Phong, em không phải là Phong đâu ông chủ. Ông ấy uống hơi nhiều. Tôi xin lỗi, ông xỉn rồi, để tôi đưa ông ấy về. Anh chăm sóc cho ông nha. Không, ông chủ, mình về ông chủ. Không. Qua xem ông có cần gì gọi tôi không? Cần. Tôi cần một người ngồi uống với tôi. Tôi không uống được, ông cũng biết mà. Tôi quên, một người như cậu không cà phê, không thuốc lá, không bia rượu, một người như cậu không yêu đương, không tình cảm, sống như vậy mà sao mà làm gì? Trời trật đất hả? Ông chủ sai rồi. Tôi không có sai. Tôi không có sai. Biết cậu là cận vệ của tôi, một cận vệ rất trung thành, nhưng cậu có những bí ẩn mà tôi không bao giờ biết. Ông sai quá rồi, ông đi nghỉ đi, tôi ra ngoài trước. Sai. Sai à? Tôi chưa sai. Nếu tôi sai, làm sao tôi phân biệt được người nào là cậu, người nào là Phong, người nào là tốt, người nào là Phong? Phong của tôi đâu? Phong
Phong của tôi đâu? Phong. Ông chủ, ông lên giường nằm đi ông chủ. Ông chủ, ông nghỉ ngơi đi, ông uống nhiều quá rồi. Ben, không trả lời tôi đi. Sao Phong bỏ tôi một mình trên cõi đời này vậy? Ông chủ, ông không có một mình đâu. Ông còn có một người cần dạy trung thành mà. Còn có tôi đây mà. Ông chủ, ông chủ à, ông chủ à, ông có sao không? Ông chủ, nè, gì vậy? Đang làm gì vậy? Tạo nên thời thế. Cái gì? Tạo nên thời thế hả? Nửa đêm nửa hôm son môi đỏ chét cũng tạo nên thời thế được nữa hả? Được chứ. Nè, trước khi tạo nên thời thế á, bà làm ơn đi vô dọn phòng giùm tôi đi. Thấy gì đây không? Thấy gì đây không? Tôi chuẩn bị đi dọn phòng nè. Đi đi, tạo nên thời thế mà. Dọn phòng cũng là một công việc có thể tạo nên thời thế đó. Dạ, em tới dọn phòng. Cô dọn dẹp sạch sẽ đi. Ngày mai ông chủ thức dậy, ông muốn mọi thứ phải được tươm tất. Dạ. Đêm nay cưng sẽ chết với chị. Sao rồi mày? Sao trăng cái gì? Bây giờ tao không biết nói sao với vợ tao. Vợ tao không muốn tao ra ngoài bụng ba đâu. Mày hỏi thì không chứ. Tao tính nói, nhưng mà tao thấy ngại quá, không biết phải mở lời sao với vợ tao nữa. Thì tiền dai nóng mau tới kỳ đúng lại lắm, mày đừng có chần chờ nữa. Được rồi, để tao tính đi rồi tao cho mày hay. Nhanh nha mày. Ủa, anh mới nói chuyện điện thoại với anh Phương hả? Ừ, tụi nó rủ anh làm ăn. Làm ăn hả? Bà xã. Em có thể cho anh mượn 50 triệu được không? Anh hùng vốn làm ăn với tụi nó. 50 triệu? Làm ăn gì mà có 50 triệu vậy hả? Anh chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Thằng Đông nó là bạn học của anh với thằng Phương. Gì vậy? Sao mà đơn như khúc gỗ vậy? Đẹp quá mọi. Đựng vàng hả?
Không, kim cương hộp xoàn. Cái gì trời, kim cương đâu, hộp xoàn đâu? Ai mà thấy quen quen ta? Ở đâu? Gặp ở đâu rồi ta? Gặp ở đâu sao không nhớ ta? À, chụp lại để nhớ sao? Chủ Kiệt, ông sai rồi, để em đỡ ông lên, nghỉ nha. Ủa bên ơi. Ông Chủ Kiệt, em là anh, anh là em. Nhìn em vậy thôi, chứ mà điện, nước đầy đủ lắm. Ông thấy làm sao? Oh my god. Ông Tú Kiệt, mình đổi thế đi. Được rồi, em thấy cũng được. Nhưng mà hiện tại em chưa có tiền mặt. Thôi hay là vài ngày nữa em đưa cho anh nha. Anh cảm ơn bà xã anh nhiều lắm. Là vợ chồng rồi mà anh cứ cảm ơn em hoài à. Em giận đó. Không biết anh tích phước từ kiếp nào mà bây giờ anh được cưới em làm vợ. Vợ của anh vừa xinh là vừa giỏi nữa. Anh á, cứ nịnh vợ quá đi à. Vợ anh anh nịnh, chứ anh có nịnh vợ của ai đâu. Anh có thấy ông Tuấn Kiệt kỳ lạ không? Sao lại kỳ lạ? Anh thấy ông ta bình thường mà. Tụi mình chỉ mới quen biết ổng thôi à, vậy mà ổng lại mời vợ chồng tụi mình một bữa ăn thiệt là thịnh soạn, lại còn tâm sự chuyện đời tư của ổng cho mình nghe nữa. Anh nghĩ có lẽ là do ông ta quý em. Bình thường á, tính của ổng kỳ lạ lắm, không có cởi mở như vậy đâu. Ổng cứ làm em đi từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác. Biết đâu ông ta chuẩn bị thăng chức cho bà xã đó. Thiệt ra lúc đầu á, em không có thiện cảm với ổng lắm. Nhưng khi nghe ổng kể về người yêu của ổng á, thì lúc đó em có chút động lòng. Tính ra ổng cũng là người trọng tình cảm anh ha. Ông xã của em cũng vậy. Cái đó còn phải để thời gian chứng minh nữa. Cần gì phải đợi thời gian, ngay bây giờ đây.
Biết rồi. Nè, có chuyện gì mà căng thẳng với hai cô kia? Tao tính rủ hai đứa tụi bay vô Sài Gòn mua sắm, đi không? Dạ, chị Hồng chị uống gì? Cho chị như cũ nha. Dạ. Thôi, tao đang bận lu bu lắm, có thời gian đâu mà đi. Phải rồi, có chồng mới, bận biểu quá mà. Cái con này, chồng là chồng, làm như có chồng cũ, chồng mới gì ở đây nữa. Nhìn qua nhìn lại, bạn bè tự nhiên có chồng hết rồi. Con Hồng á, thì có thằng chồng tuy không giàu có, nhưng mà đẹp trai. Còn con Trinh á, thì hốt phải thằng Tây tuy già, tuy không đẹp, nhưng mà được cái giàu. Còn tao, số tao về đâu đi trời. Ông chủ ơi, ông có hẹn với ông Hải chủ khách sạn lúc 10 giờ để bàn về việc cơ sở hạ tầng của khách sạn mới ở bãi biển Một Cây Gà. Tôi nhớ rồi. Cậu qua đó xem tình hình như thế nào, rồi về báo cáo với tôi. Tôi mệt quá. Dạ. Sẵn tiện đem con Bin về phòng. Ở đây nắng và gió lắm. À, Bin về phòng nha. Bin, Bin, Bin. Dạ, em đi ông chủ. Ba, nhớ quay phim đầy đủ cuộc họp về để tôi xem nha. Dạ.